anh cho phép bình vào trái á. Thứ bảy cho Thỏ đi chơi tiếp khu vui chơi Kiyowa ở quận 7. Đấy, khu vui chơi này mà nó rộng như vậy mà gắn như vậy thì tranh thủ đi chứ mốt nó dẹp à. Nó vô khu này nó mới tích được. Đi bỏ lên luôn được. Đi đây bỏ mẹ lên đi. Té nhà tội. Đi vô. Còn đi mấy mày vô cất dậy đi. Đi mấy mày cất dậy trước đi. Nha. Tỏi chơi gì á? Tỏi chơi gì á? Wow. Không, mình đi chơi vận động không? Đi chơi vận động không? Rồi đi, qua đây đi chơi vận động với ba. Rồi, cho mẹ nghỉ ngơi đi. Nè nè nè. Rồi đi thôi. Rồi, mình đi qua cầu thang này nè, Tỏi, đi qua cầu thang này nè. Đi qua, được không? Rồi, đi nè, đi đường này nè, đường này nè. Đường này nè, đường này nè.
Rồi tỏi vô đây, đây nè, tỏi vô đây nè. Đi lên đường này luôn. Bà giúp nha, con không leo lên được đúng không, con không leo lên được đúng không, nè con mà gò đạp lên, rồi lấy cái tay bấu lên, rồi rồi bấu đúng rồi, bấu nó mau đớm được không, lên được không, giỏi đó. Rồi. Rồi tỏi lên đây, cái chừng đụng cái đầu nha. Ba đợi tỏi ngay cái ống chuột nè, tỏi lên đi. Rồi leo lên. Được. Con tụt lại đi. Tỏi lên đi. Con leo lên đi tỏi. Nè, có đi luôn bên đây cũng được nè. Bên đây được là tỏi. Đi đường này được nè, đi qua bên đây nè. Này ba nói nè, tỏi nè, ba nói nè, con thấy cái chỗ này không, con leo lên đó, giờ con đi qua đường này được nè, con leo, nè nhìn nè, con đi qua cái đường này nè là mình sẽ đi ra chỗ này đó, thấy chưa, rồi mình sẽ đi qua bên đây. Bây giờ con lên lại đi, con lên tới chỗ này xong con đi hướng bên này nha. Nha. Cái này không đi nữa rồi, đi rồi. Hướng bên này nha. Rồi. Rồi, chạy vô đi. Đúng rồi, bên phải, bên không không? Đúng rồi. Chừng chúng em nha. No, bạn Korea quá. No. Japan.
con nhường anh qua trước đi, cho con anh cho anh qua trước đi. Tỏi đi bên này nè, đúng rồi nè, rồi cái đường này quá. Tỏi đứng lên con, đứng lên đi, đứng lên. Sao Tỏi để lên nó thích lên bảng, nó thích nè đó. Thôi đi mình xuống dưới nè, tỏi đây. Mình đi qua bên phòng bên này nữa nè, đây xuống với mẹ, mình đi xuống rồi mình chơi một round nữa. Bây giờ con muốn đi lại không? Đi lại rồi mình đi cầu tuột lại, hay là đi xuống bên đường này? Ba giúp. Được, ba giúp cho, ba đỡ cho, đi. Cố lên. Con ra đường này nè, con đi ra cái đường này nè, ra đây, đúng rồi, quẹo trái rồi ra mẹ đó, quẹo trái rồi ra mẹ đó, đúng rồi. Rồi quẹo trái luôn, bên đây mẹ, bên này mắm mi, bên này
Rồi. Anh tập tỏi kéo đi, tỏi kéo đi. Chị chiêu gì kỳ vậy? Ba ơi. Ba nè, rồi con chạy đi, con chơi với anh đi kìa. Rồi tỏi đưa ba một đầu đi, rồi tỏi vô chổng một đầu. Rồi kéo xuống đây cho ba, kéo xuống đây. Rồi, rồi tẩy tỏi ra đó kéo đi. Rồi anh kéo với tỏi à. Rồi cố lên, cố lên. Cố lên tỏi. Kéo lại, cố lên. Cố lên, đúng rồi. Đúng rồi. Kéo lại, đúng rồi. Cố lên. Đứng lên tỏi, đứng lên. Cố lên. Thôi chạy đi, thôi kệ anh chơi kỳ quá không chơi nữa. Bạn nó chơi kỳ. Đúng rồi, bạn nó chơi kỳ quá. Chơi bạn. Chơi kỳ cục. Đúng rồi, chơi kỳ cục. Bạn cắn tay mình. Chơi vậy là không được. Thôi kệ, không chơi. Bé đi đâu? Con đi ra đây không? Ba ơi, ba ơi. Bước ra đây không? Dạ. Anh là chơi này đi. Hả? Đi ra đâu? Con né qua đi, bạn đang đứng mà, con đi bên đây nè, con đi bên đây nè. Đi bên đây nè, bạn đang đứng mà. Té đó. Té, té. Thôi thôi thôi. Rồi con leo lên nó đi, tỏi leo lên nó đi. Thôi mình leo lên nó đi. Không, cái này của chị. Thôi mình leo lên đi. Rồi leo lên, rồi leo lên. Rồi lên lên đi, tỏi lên lên đi. Rồi lên lên tiếp. Rồi con lên chơi với em đi. Tỏi, 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 đi lên đây nè, tỏi. Tỏi. Đi cái này nè, cái này nè.
tỏ đi ra đây nè. Leo không? Đỏ leo không? Đỏ leo bên này không? Leo cái dây nè, leo cái dây nè. Đây nè, leo cái dây này nè. Nè tỏi có cái này hay nè. Rồi leo lên, đúng rồi. Không phải kéo cái dây đó mới leo lên được. Rồi, cố lên, đúng rồi. Đạp chân lên, đạp chân lên, bỏ đạp chân lên mới được. Nhanh lên, chạy nhanh lên. Rồi, kéo. Rồi, kéo coi với ba nha. Kéo đi. Ủa tỏ đâu rồi ta? Tỏ đâu rồi ta? Mới thấy tỏ đây mà. Tỏ ơi. Tỏ đâu rồi ta? Tỏ đâu rồi nhỉ? Ý, tỏ chỗ này hả? Rồi đi qua đây đi nè. Đi khám phá đi, đi khám phá. Rồi đi qua bên đây. Rồi ba sẽ đón tỏ bên góc bên kia. Thôi tỏ đi qua đây nè, đi thẳng đây nè. Đó, đi vận động đi, chơi vận động. Hay là con muốn xuống đây chơi không? Xuống muốn trụ sùm không? Đổi người ngay chỗ cái vừa đi lên chỗ đồ chơi á, cái cầu thang á, nó đang trong cái phòng xem tivi.